Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Tony et aujourd'hui, je suis vraiment si heureux parce que je fais une vidéo de corriger le 116 dans le cahier d'exercice. Et le titre de le 116, c'est Une journée avec Laure Manoudou. Hôm nay, mình rất là vui vì mình sửa tiếp bài tập ha. Bài tập số 16 được mang tên là Une journée avec Laure Manoudou. Nếu các bạn muốn biết cô này là ai thì các bạn có thể mở ra sách bài học để chúng ta cùng coi để một ngày hoạt động của cô này như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ đọc lại bài học. Đây là hình ảnh ở trong sách bài học ha. Une journée avec Laure Manoudou. Thì cô này là ai thì chúng ta cùng đọc thông tin hay chúng ta cùng phân tích ha. Bravo Laure, à 22 ans, elle est championne de France, d'Europe et du monde de natation. Mais une ville de champion est difficile. Tức là chúc mừng cô Lô ha. Vào lúc 22 tuổi thì cô ấy đã trở thành làm sao nhà vô địch ha, là quán quân của nước Pháp này, của châu Âu và là của cả thế giới về cái bộ môn là natation, bộ môn bơi lội ha. Nhưng đôi khi cuộc sống của những người mà chiến thắng, những người mà chiến thắng á, thì rất là khó khăn ha, thì cũng khá là khó khăn. Khó khăn ở đâu thì chúng ta cùng đọc đoạn tiếp theo ha. Elle se lève tous les jours vers 6 giờ, elle fait sa toilette. Ensuite, elle s'habille et elle prend son petit déjeuner, fruits, jus, céréales et jus d'orange. D'orange. Ah, d'orange. À 7 heures, elle est à la piscine. Elle s'entraîne jusqu'à 10 heures. Puis elle retourne à son appartement à côté de la piscine. Elle reprend l'entraînement l'après-midi. À 15h30, elle nage 5 km par jour. Sa journée se termine vers 19h30. Elle rentre chez elle. Rồi mình đọc tới đó thôi. Sorry các bạn ha. Nó có cô ấy khó khăn ở như thế nào, tức là hàng sáng sáng nào thì cô cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng rồi sau đó đi toilet, đi vệ sinh cái kiểu đồ ha, vệ sinh cá nhân cái kiểu đồ ha. Cô ấy thay đồ này, Elizabeth này, cô ấy thay đồ ha, rồi sau đó làm sao ăn sáng, ăn gồm có những gì, có trái cây này, có da ua này, có ngũ cốc này ha, rồi có nước cam, nước ép cam. Và lúc 7 giờ thì cô ấy làm sao, cô ấy đi tới hồ bơi để làm gì, để dạy học, tức là entraîne, tức là tự tự luyện cho bản thân của mình ha, không phải là gì học, sorry các bạn, tức là cô ấy tự bơi, tức là 7 giờ là bơi tới 10 giờ ha. Rồi sau đó làm sao rồi cô ấy trở về cái căn hộ của mình. Cái căn hộ này thì nó cũng ở bên cạnh cái hồ bơi luôn ha, cho nên rất là tiện lợi. Vào buổi chiều thì cô ấy tiếp tục ha, tiếp tục thực hiện cái việc là tự tự đào luyện bản thân của mình ha, tự luyện tập cho bản thân của mình tới 3 giờ rưỡi buổi chiều ha. Mỗi ngày thì cô ấy bơi vào tới 15 km trong một ngày ha. Một ngày của cô ấy thì kết thúc ngày làm việc của mình vào lúc 7 giờ rưỡi vào ban đêm và vào buổi tối, buổi chiều tối ha. Rồi tiếp theo, elle rentre chez elle. Elle mange, elle regarde un peu la télé et elle téléphone à des amis. Elle se couche tôt vers 22 h, elle dort 8 h par nuit. Tức là làm sao rồi làm sao cô ấy đi về nhà ha, đi về nhà thì cô ấy làm gì, cô ấy ăn nè, cô ấy coi một ít TV ha, tele tức là viết tắt của từ television ha, tức là TV. Elle téléphone à des amis. Rồi cô ấy gọi điện cho bạn bè của cô ấy. Các bạn chú ý sao động từ téléphoner thì giấy từ đi theo sau nó là giấy từ à ha, à des amis. Cô ấy thì làm sao, cô ấy ngủ rất chi là sớm ha, vào lúc 10 giờ tối thì cô ấy đã ngủ rồi. Và một cô ấy ngủ thì một đêm là cô ấy ngủ được là 8 tiếng mỗi đêm ha. Rồi tiếp tục này. Bây giờ thì pour se détendre, tức là giải trí của cô ấy, thì cô ấy có những hoạt động giải trí nào ha? Ở đây có 3 dấu chấm, tức là 3 giải trí. Elle écoute de la musique, cô ấy nghe nhạc này.
Emzu okatu, chơi bài này. Edo boku. À, cô ấy ngủ cũng khá nhiều ha. Rồi. Le samedi soir, elle est libre. Elle sort, elle va au café ou au cinéma avec des amis. Le dimanche, elle dort jusqu'à midi. Elle passe l'après-midi avec des amis ou avec sa famille. Et le lundi, une nouvelle semaine recommence. Tức là chiều thứ bảy thì cô ấy mới có thời gian rảnh ha. Cô ấy rảnh thì cô ấy sẽ đi ra ngoài nè. Một là đi nhà hàng, hai là đi cà phê. À không các bạn, một là đi nhà hàng, hai là đi cine cùng với lại những người bạn của mình ha. Và ngày chủ nhật thì làm sao? Ngày chủ nhật thì ngủ tới buổi trưa luôn. À, buổi chiều thì mới đi với lại bạn bè này, đi lại đi với gia đình của mình ha. Rồi ngày thứ hai, rồi bắt đầu ngày thứ hai mới bắt đầu là ngày làm việc. À, một tuần mới bắt đầu đối với cô Lô. Rồi mình vừa nhắc lại cái lịch trình của cô Lô hả ha. Rồi đấy, tức là tựa đề của bài số 16 mình nhắc lại như vậy thôi ha. Rồi còn bài tập này thì làm sao đây các bạn? Ở đây thì đơn giản ha. Ở đây thì có tất cả là ba bài tập thôi, nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà từ cái bài số 16 rồi nó bắt đầu là kinh khủng khó và kinh khủng nhiều, từ vựng kinh khủng phức tạp rồi. Cho nên là mình biết cái gì mình sẽ chỉ cho các bạn cái đó, chứ mình không phải là giáo viên dạy tiếng Pháp nha các bạn chú ý. Mình chỉ là người đã từng học tiếng Pháp và mình yêu thích cái ngôn ngữ này, cho nên mình làm cái video để mà mình chỉnh sửa một chút xíu để giới thiệu cho các bạn muốn học tiếng Pháp hoặc là đang học thì có thể so sánh đáp án cùng với mình. Rồi, câu bài tập số 1 nói là về phần comprendre ha. Voici la journée adolescente dans le descente. Mettez les phrases dans l'ordre. Tức là các bạn lấy gì? Phần 1 là cái phần đọc hiểu ha. Đây là người ta cho cái hoạt động một ngày của Alexandre, tức là ở trong, tức là desert, tức là nó không có sắp xếp theo đúng vị trí câu văn ha, hoạt động ha. Cho nên là bây giờ yêu cầu của đề bài là mình sắp xếp lại câu văn theo đúng vị trí là đầu tiên làm gì, sau đó làm cái gì ha. Các bạn đã sắp xếp được thì là các bạn rất chi là siêu nhân, tại vì cái này nó rất chi là nhiều câu, rất chi là khó. Đôi khi mình làm nó cũng, mình cũng cảm thấy khó. Trời ơi, tiếng Pháp mình học khó lắm các bạn. Rồi, bây giờ mình đọc từ câu A cho tới câu K ha. Cái này mình đọc để mình cũng luyện tập đọc cho mình, chứ mình không có giỏi tiếng Pháp. Sorry các bạn ha. Để chú xin để mong để sửa đấy. À, nếu mà mình đọc sai thì các bạn chỉnh sửa lại cho mình. À midi, il déjeune dans un restaurant ou dans un café. Il se repose un peu, lit le journal, regarde la télé et téléphone à des amis. Alexandre est en formation, il habite à Lille, mais il travaille à Bruxelles. À 6 h, moins le quart, il prend son train et arrive chez lui vers 7 h 15, 7 h 30. Il arrive à Bruxelles à 8 h 30 et commence à travailler à 9 h moins le quart. Son bureau est à côté de la gare. Et il s'endort vers 11 h. Il fait d'abord sa toilette. Après, il part à la gare et du lundi au vendredi, il prend le train de 7 h 18. Et ensuite, il travaille de 2 h à 5 h 30. Alors, le matin, il se lève très tôt à 6 h. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Rồi các bạn, mình vừa mới đọc xong ha, bây giờ mình sẽ cố gắng dịch cho các bạn ha. Nếu mà mình có gì dịch sai thì các bạn sửa lại cho mình ha. Và lúc ban trưa thì làm sao, cô anh ta ăn trưa trong một cái nhà hàng hoặc là ở trong một cái quán cà phê ha. Rồi anh ấy nghỉ ngơi một chút xíu, đọc báo này, coi tivi, gọi điện cho bạn bè. À, anh ta là một information hay là một, cũng là một dân IT á. Anh ta sống ở thành phố Lille. Các bạn biết thành phố Lille là thành phố rất là lạnh vào mùa đông, nó nằm ở phía bắc của nước Pháp lận, nó sát với lại Bỉ ha.
rồi. À, anh ta sống ở Lille này nhưng mà làm việc tại Brussels đấy, thứ xưa các bạn mình vừa mới đề cập đến Bỉ. Brussels là thủ đô của Bỉ ha, nó rất là gần với Bỉ, cho nên là anh ấy mặc dù sống ở Lille là của nước Pháp nhưng anh ấy là làm việc ở nước Bỉ cho nên là phương Tây nó đi lại được, nó rất là dễ dàng. À, vào 6 giờ kém 15 thì anh ấy làm sao, thì anh ấy bắt đầu bắt xe lửa ha và về nhà, và về tới nhà cứ khoảng là 7 giờ, 7 giờ 15, 7 giờ rưỡi thì về tới nhà ha. 6 giờ là bắt xe. Rồi 7 giờ 15, 7 giờ rưỡi về tới nhà. Cũng hay đó. Đi làm từ nước này ra nước kia cũng không tốn nhiều thời gian. Anh ấy tới Brussels vào 8 giờ, 8 giờ rưỡi ha và bắt đầu làm việc vào 9 giờ kém 15. Rồi văn phòng của anh ấy thì ngay cạnh luôn cái nhà ga ha. Anh ấy thì làm sao, anh ấy nghỉ ngủ gọi là khoảng là 10 11 giờ là anh ấy bắt đầu ngủ ha. Rồi đầu tiên công việc đầu tiên của anh ấy làm đó là vệ sinh cá nhân ha, toilet. Rồi sau đó anh ta tới nhà ga và từ từ buổi từ thứ hai tới sáu nha. À, rồi anh ấy bắt xe lửa vào lúc là 7 giờ 18 phút bắt đầu bắt xe buýt, bắt xe xe lửa đi làm. Rồi sau đó thì anh ấy làm sao, anh ấy làm việc từ 2 tiếng từ đơ giờ từ 2 giờ cho tới 5 giờ, 5 giờ rưỡi ha. Alors, le matin vào buổi sáng thì anh ấy làm sao, il se lève tôt à 6 giờ, 6 giờ anh ấy bắt đầu dậy rồi ha. Rồi sau đó anh ấy ăn sáng. Ensuite, il prend son petit déjeuner. Rồi các bạn vừa mình vừa mới đọc cho các bạn và dịch cho các bạn rồi, các bạn có hiểu hiểu được các câu văn. Thì mình xin lỗi các bạn, mình không phải là dân tộc Kinh nha, cho nên là mình nói tiếng Việt nó cũng hơi bị vấp, cũng không có chuẩn tiếng Việt ha. Rồi sorry các bạn về vấn đề đó, không sao, mình sẽ cố gắng rất mình sẽ cố gắng nhiều ha. Rồi đầu tiên thì chắc chắn là mình cần giới thiệu là ai tên gì, thì chắc chắn nó sẽ là Alexandre et information, được chưa? Information thì là biết à lý là mẹ yêu à travail. Làm sao? Mẹ yêu travail à Bruxelles ha. Đó, tức là giới thiệu là câu C trước. Chắc chắn rồi, là câu C. Câu C là điều chắc chắn. Rồi. Rồi thứ hai thì làm sao? Rồi. Thứ hai thì làm sao? Khi mà giới thiệu xong tên người nghề nghiệp gì rồi ha. Rồi buổi sáng thì mình giới thiệu từ sáng tới chiều mà, cho nên là gì? J. À, pardon. Alors, le matin, il se lève très tôt à 6 giờ. Buổi sáng thì anh ấy dậy rất là sớm ha. Là 6 giờ bắt đầu anh ấy dậy rồi. Rồi, câu tiếp theo là gì? Dậy xong thì bắt buộc mình phải đi vệ sinh cá nhân, toilet các kiểu đó á. Cho nên là câu J. Gọi là. Rồi, sao nữa các bạn? Sau khi mình đi toilet xong rồi bắt đầu mình phải ăn sáng. Đúng không? Cà. Rồi. Tiếp theo làm gì? Ăn sáng xong rồi mình chuẩn bị đi làm thôi ha. Cho nên là câu hát bắt xe buýt rồi mà 7 giờ 18 bắt đầu đi làm các kiểu đồ như vậy ha các bạn. Rồi, câu tiếp theo. Đi làm bắt đầu đi làm thì bắt đầu tới chỗ làm. Tới chỗ làm là có ha, tới Brussels vào lúc 8 giờ, 8 giờ rưỡi và bắt đầu làm việc lúc là 9 giờ kém 15 ha. Nó cũng dễ tại vì cái văn phòng thì ngay cạnh cái nhà ga luôn cho nên rất chi là tiện lợi. Rồi đi làm buổi sáng xong rồi thì buổi trưa thì làm gì, và buổi trưa thì ăn trưa ở nhà hàng hoặc là trong quán cà phê ha. Rồi ăn trưa xong nhìn thì làm sao, ăn trưa xong thì tiếp tục làm việc thôi ha. Et ensuite il travaille de 2 giờ à 5 giờ 30, rồi tiếp tục làm việc từ 2 giờ cho tới 5 giờ, 5 giờ rưỡi. Rồi
Khi mà làm việc xong thì bắt đầu mình phải phải bắt xe tiếp đi về ha. Cho nên là câu D ha. À, tức là 6 giờ kém 15 thì bắt đầu bắt xe lửa để chạy về nhà tiếp ha. Rồi về tới nhà là khoảng là 7 giờ 15, 7 giờ thứ là về tới nhà. Rồi. Rồi về tới nhà thì mệt bắt buộc mình phải nghỉ ngơi chút xíu. Ha, il se repos avant le journal, regarde la télé et téléphone à des amis. Rồi. Rồi. Rồi cuối cùng là đi ngủ. Đấy, công việc hàng ngày, tức là từ từ lúc mình dậy cho tới lúc mình ngủ là công việc hoạt động của mình ban ngày ha. Các bạn muốn giới thiệu về về hoạt động của các bạn thì các bạn cũng có thể viết ra một bài từ 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 sáng bạn làm gì ha, rồi tới tối bạn làm gì. Bữa trước mình có trong một cái video mình có làm cái hoạt động sơ sơ của mình ha, tuy nó không có đầy đủ nhưng mình đã giới thiệu sơ hoạt động của mình là mình dậy lúc mấy giờ, xong rồi mình đi ngủ mấy lúc mấy giờ ha. Rồi. Rồi bài tập số 2 cũng là phần comprendre, là phần 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 hiểu. Lisez cette page de l'agenda de Yolène. Ôm, et répondez aux questions. Đây là thầy khóa biểu của bạn. Bạn là bạn Yolène Omon ha. Mình đọc cái này xong mình hiểu, xong rồi mình trả lời các câu hỏi mà người ta cho. Câu hỏi người ta cho ở đây gồm có tất cả là 7 câu hỏi hay, cho nên mình bắt buộc phải trả lời tới 7 câu trả lời ha. Mercredi thì có các hoạt động gì đây? Ăn trưa cùng với Vincent ở đâu? Ở nhà hàng tên là Petit Pan. Peter Pan. Các bạn biết Peter Pan không? Cậu bé bay á. Rồi, rendezvous avec le prof de Magali ha, tức là có cuộc hẹn với lại cô giáo, tức là giáo viên của Magali, tức là con của mình ha. Ở đây thì có khóa học đi tập gym vào lúc 19 giờ 15 này, cái kiểu đồ này. Thứ năm thì làm sao? Rồi đi hẹn với lại bác sĩ nha khoa, nha sĩ ha. Rồi. Ở đây là Ít Farm là 8 người phụ nữ ở đâu? Ở Red cùng với Elisa và Babette. Mình nghĩ đây là tên của một bộ phim ở cinema tên là Red à, cùng với đi với hai người bạn này. Vong thời đi thì làm sao? Thứ sáu thì có cuộc họp cùng với lại các giám đốc. À, rồi TGV, tức là đi xe TGV cùng ở ở ở La La Bôle ha, vào lúc 8 giờ 18 giờ 07 phút. Rồi mình trả lời câu hỏi này. Quand est-ce que Yolène va au cinéma? Comment s'appelle le film ha? Rồi, có nghĩa là cái gì? Cô này cô đi tới cinema khi nào ha? Rồi tên của bộ phim tên là gì ha? Rồi, ở đây có tên thì L và O C E mà. Tự nhiên nó leo nó chữ nó lên nó chả hiểu. Elle va au cinéma, ha? Jeudi à 20h. Tên bộ phim thì là Le film s'appelle, tên gì các bạn? Big Farm ha. 8 người phụ nữ, 8 quý bà. Rồi, hết câu mình chấm câu. Rồi, mình xong câu hỏi thứ nhất rồi. Câu hỏi số 2. Est-ce qu'elle fait du sport le mercredi ou le jeudi à quelle heure? Cô ấy làm sao? Thì cô ấy có đi tập thể dục vào vào thứ ba hay là thứ tư hay là thứ năm không? Rồi mình xem cái lịch tập thể dục của cô ấy thì làm sao ha. Rồi, thứ năm thì cô ấy không có đi tập thể dục, nhưng mà thứ tư thì cô ấy có đi có một lớp. À, lớp sim ha, có đi gọi đi tập sim này. Rồi thì mình sẽ trả lời là L V ba du sport à le jeudi
Nè, là à cua de chim. Có cua chim vào lúc mấy giờ? À 19 cả. Có cua ha. Cái này mình không có mạo từ, sorry các bạn ha. Cô ấy có một lớp tập gym vào lúc 19 giờ 15 phút ha. Rồi xong. À, thứ mấy à, thứ à, thứ tư. Mercredi. Rồi xong các bạn. Rồi, câu hỏi số 3. Quand est-ce qu'elle va au restaurant cette semaine? Comment s'appelle le restaurant? Ha. Cô ấy đi nhà hàng vào khi nào trong tuần này và nhà hàng đó tên là gì? Các bạn coi thời khóa biểu này, ở đâu có nhà hàng. Ở cái mục 12 giờ 30 này, ăn trưa cùng với Văn Song ở Petit Pan ha. Elle va au restaurant. À 12h30. Ở đâu các bạn? À thứ mấy hả? Mercredi. Tên nhà hàng là gì? Ồ, Petit Pan. Cùng với ai? Cùng với Văn Song hả? Rồi xong. Rồi câu hỏi số 4. U Est-ce qu'elle a rendez-vous jeudi après-midi? Rồi, chiều thứ năm thì cô ấy có cuộc hẹn ở đâu ha? Rồi, ở đây có cuộc hẹn cùng với lại nha sĩ ha. Elle là rendez-vous jeudi après midi chez dentiste. Voilà. Rồi, có cuộc hẹn cùng với nha sĩ ha. Rồi, câu hỏi số 5. Quand est-ce qu'elle a rendez-vous avec le professeur de sa fille? Có cuộc hẹn cùng với lại cô giáo của thầy giáo viên của con của mình là thứ mấy ha. Đây các bạn, rendezvous avec le prof de Magali. Magali tức là con gái của bà ha. Rồi thì mình sẽ trả lời là elle là rendezvous avec le professeur. Thì mình có bạn, các bạn cũng có thể ghi là le prof ha. Nhưng mà ở trong văn viết thì các bạn nên ghi đầy đủ là le professeur de sa fille. À, mấy giờ ta? 18 giờ này. 18 giờ. Mercredi thứ tư luôn ha. Đây, và lại. Rồi, câu hỏi số 6. Est-ce qu'elle travaille vendredi matin? Sáng thứ 6 thì bà có đi làm không? Câu trả lời của mình. Rồi mình xem thứ sáu có hoạt động gì. Thứ sáu này 9h30 có cuộc hẹn cùng với lại giám đốc thì chắc chắn là cô ấy có đi làm ha. Oui, elle là là une, có cuộc họp không? Réunion avec les directeurs de. Never enemy ha. Rồi cô ấy có cuộc hẹn cùng với lại các giám đốc vào lúc 9h30. US Calva the weekend come on Eva. Thôi, cuối tuần này thì cô ấy sẽ đi đâu và cô ấy đi tới đó như thế nào ha? The weekend ha.
Lâu weekend thì làm sao? Tuần này thì coi đi bowl này vào lúc 18 giờ 07 phút. Lâu weekend Ella Fa Ala Eva Ala Bowl này, tên riêng viết pha ha là bowl. Vào lúc mấy giờ? À 18 giờ. À, this thứ set on TGV. Các bạn, TGV tức là tàu siêu tốc, viết tắt từ Tristan de Grand Vitesse, Le Train de Grand Vitesse ha. Le Train de Grand Racket de Grand Vitesse. Tại mình không nhớ cái từ đó là một chữ T hay là hai chữ T luôn các bạn, tức cái từ sự nhanh chóng. Rồi mình thì cho lại vi T, nếu các bạn thấy sai thì các bạn sửa lại cho mình ha, tại mình cũng đang học lại cho nên là đúng sai là rất chi là bình thường. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, mình đã sửa xong bài tập số 1 và bài tập số 2. Rồi bây giờ mình sẽ sửa cho các bạn bài tập số 3 ha. Bài tập số 3 nó cũng là một bài viết. Écrit des nouvelles de Marcou, tức là tin tức về Marcou, của ông thầy tên là Marcou ha. Dòng thư thì ông viết như thế nào này: Madame Monsieur j'arrive à La Rochelle en train lundi prochain à 8h20. Est-ce qu'il y a un bus entre l'Institut de langue et la gare? À quelle heure? Et quel est le numéro du bus? Quels sont aussi, s'il vous plaît, les horaires des cours dans votre école? Je fais de la natation tous les jours. Est-ce qu'il y a une piscine à La Rochelle? Et quels sont les horaires? Merci beaucoup. Meilleure salutation. Có nghĩa là các bạn thì ông này ông muốn hỏi về cái thông tin về xe xe buýt ha, tức là tôi đã đến Rochelle bằng tàu hỏa ha, tức là vào thứ hai tới ha, vào lúc 8h20. Thì ông này mới hỏi là có xe buýt nào, có chuyến xe buýt nào ở chỗ học, chỗ trung tâm ngoại ngữ với lại nhà ga hay không, có thì lúc mấy giờ, và là đi xe buýt số bao nhiêu ha, và gồm những xe buýt gì khác nữa hay không. Và khóa học ở trong trường của mình á thì như thế nào, thầy có biểu thị như thế nào. À, hôm nay thì ông đi đi bơi, ngày nào cũng đi bơi hết á, cho nên ông mới hỏi là có cái hồ bơi nào ở Rochelle hay không ha. Rồi thời gian thì như thế nào ha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Thì ông này hỏi về thông tin thì mình bắt buộc mình phải trả lời theo đúng yêu cầu mà ông ấy đặt ra. Nếu mà các bạn muốn trả lời được thì các bạn coi cho mình ha. Đây là thầy có biểu này. Rồi đây là thông tin về trung tâm ngoại ngữ. Và đây là thông tin về Espacim, tức là câu lạc bộ thể thao. À, tên là Espacim, ở đây cũng có phòng phòng tập gym này, phòng tập cơ bắp này, có phòng tennis này, rồi các bạn cũng có hồ hồ bơi luôn ha. Có 7 ngày trên 7, mở 7 ngày trên 7 từ 10 giờ sáng cho tới 21 giờ giờ tối ha. Rồi bắt buộc, rồi bắt đầu mình trả lời thư của ông ấy như thế nào đây ha. Rồi đầu thư thì các bạn làm sao, các bạn luôn viết là gửi cho ai, mục đích của mình viết thư là gì ha. Rồi ông này thì mình biết biết chắc chắn là ông đã gửi cho mình rồi, thì ông này tên là Marcus Buriste. Thì các bạn ha, mình sẽ gửi là Monsieur thôi ha, các bạn mình có ghi là Monsieur ha, Monsieur. Rồi rồi làm sao nữa, người ta viết thư cho mình thì mình cũng phải cảm ơn cho người ta. Merci de votre email.
Rồi làm sao? Người ta hỏi là có xe buýt hay không thì chắc chắn mình trả lời là ý đi à une buste entre la gare sữa giữa nhà ga và l'institut và học viện ha từ và trung tâm ngoại ngữ. Rồi nếu có thì sẽ biết đó là sẽ biết thì sẽ le buýt nous mais sẽ biết số 10 ha tức là ở Lille là tức là đường số 10 nó đi làm sao từ đâu tới đâu Plus giống như ở trên mục thông tin ở trên kia các bạn Fast to Fast to Verdun sẽ tới đâu Le min minim tới đâu ha cho tới là vừa mới mở xong quên chữ rồi để nhìn rồi các bạn cái này là mình chú thích xem xe buýt số 10 thì nó đặc điểm như thế nào ha như này là các bạn ghi cũng không được ha rồi không ghi nó cũng chẳng sao cả ha rồi giữa trung tâm ngoại ngữ với lại trường đại học thì nó như thế nào ở đây này trung tâm ngoại ngữ của với trường đại học thì nó liền kề nhau thì mình sẽ ghi là Institut de langue et à côté de l'université làm sao xe buýt thì số 10 thì nó có đi ngang qua hồng Le buýt các bạn coi cái mục ở thông tin nhé Le buýt pass xe buýt đi tới nhà ga có không các bạn ở nhà ga thì làm sao có 8:25 này và tới trường đại học có lúc 8:30 ha tại vì cái này nó cũng gần nhau cho nên nó đi không đi khá xa mấy giờ 30 à uýt tơ ê đê mi cũng có một cái chuyến khác nữa ha Ili a vinotra anotra một con chuyến xe khác thì có chuyến mấy giờ nữa các bạn coi ở trên kia thì nó có chuyến mấy giờ ha à 8:40 này 8:40 ha ít tứ caron rồi nên mới đi xe này thì nó tới trường đại học vào lúc mấy giờ cũng cần ha đi như vậy xí tí à 8
Rồi các bạn, mình đã giải quyết xong cái mấy câu hỏi đầu tiên, mấy câu hỏi đầu tiên mà anh đưa ra ha. Có xe buýt nào đi ngang qua không? Hoặc là rồi có những xe buýt nào khác không? Còn bây giờ tới câu hỏi tiếp theo là ông ta muốn biết về thầy có biểu về về cái trường của mình đang học, rồi thì mình trả lời ổng trong cho ổng nó gọi là lịch sự đi. Rồi thì làm sao có không? Buổi sáng thì làm sao lơ mà tó? Buổi sáng thì có khóa học gì nào các bạn? Các bạn thử kiếm cho mình coi, cái này mình cùng nhau học chung ha. Cũng có một khóa học này đi đi hả hả cô, có khóa học từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 8 giờ cho tới nửa trưa luôn à, tới tới buổi trưa luôn. Ami đi e après midi e après midi thì các bạn từ này nói, các bạn mình sorry lâu rồi mình không ghi tiếng Pháp, mình quên. E après midi là từ từ 14 giờ giờ ở 6 giờ 14 giờ à 6 giờ. Hôm nay mình hỏi con, hôm nay đi bơi rất ngày nào cũng đi bơi không, nên muốn hỏi hỏi cái hỏi cái gì ta, hỏi cái hồ bơi có hay không thì mình trả lời là có ha. Lily à in piscine ở đâu? Ilia in piscine à Rochelle. Ở trung tâm Les Bains thì các bạn, Les Bains gym ở cái chỗ tập gym này cũng có một cái hồ bơi ha. Cái này là một cái club về thể thao, là club the sport. Rồi rồi cái nhà tập gym thì này thì làm sao ha, cái tập gym thì này lại là ngay cái bãi của minim á, cho nên là có xe buýt đi ngang qua. Spacin la plage. Quan hỏi cái gì? Rồi ông hỏi thầy có biểu thì như thế nào? Ông thầy có hiệu biểu thì từ 10 giờ cho tới 21 giờ ha. Tous les jours. Ngày nào cũng có hết. Rồi cuối thư thì khi mà mình viết xong cuối thư mình cũng phải gửi lời chào hết cho người ta ha. Người salutation. Mình gửi lời chào đặc biệt cho ai? Bây giờ mình đang là ai ở trong câu.
Mình ghi tên của mình ghi là ai để mình xem mình có ai không để mình biết.